Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử sổ số Đài Miền Trung. Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021. Sổ số Miền Trung hôm nay có các đài Khánh Hòa và đài Kon Tum. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử sổ số Miền Trung. Giải 8, đài Khánh Hòa 30, đài Kon Tum 99. Giải 7, đài Khánh Hòa 538, đài Kon Tum 712. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.